Rồi tôi vừa vào đây, chúng tôi vừa vào đây xong cái khu xưởng xe này. Các bạn nhìn thấy xung quanh không gặp ông Dịu và có gặp người chủ xưởng là ông Thuận. Ông Thuận thì ông cũng nói rằng là bây giờ ông Dịu không có đây, ông đang đi mua đồ. Đấy, thì bây giờ chúng tôi đợi một lúc mà không thấy ông về thì anh Thuận là ông chủ xưởng xe thì anh cũng đã nói rồi là có những cái điều gì mà không phải thì ông Dịu phải có chịu trách nhiệm và cũng nên có những cái sửa trách nhiệm, sửa cái lỗi đó. Đấy, chính vì vậy mà chúng tôi đợi một lúc thì không thấy ông Dịu đâu cả, thế nên là chúng tôi lại sẽ trên đường ra về. Đấy, và hy vọng rằng là ông Dịu này trong một thời gian ngắn tới đây có những cái lời lẽ và có những cái thái độ phù hợp hơn khi mà tiếp xúc với cả những cái thông tin như vậy. Đấy, được rồi, thấy tôi không? Ừ. Đấy, đấy thì anh đó, tôi không biết, tôi có một anh chó quay mà anh. Bây giờ đây anh ngồi con chó đây, anh nói anh xem cho bạn. Thôi thì đấy, tôi cũng bảo với cái ông chủ với xưởng xe đấy là bọn tôi không làm gì cả mà tự dưng nó chửi nhục mạ bọn tôi như thế thì ông xem có phải không. Thì cái ông chủ xe, chủ với hiệu sửa xe đấy, ông cũng là người biết điều mà là làm thế là không được, việc ai người đấy làm sao lại đi chửi người ta. Mà ông ấy sẽ nói là bà sẽ bảo ông Dịu là liên hệ với chúng tôi xin lỗi, thì chúng tôi, ông ấy là nói thế thì cũng gì chúng tôi cũng chưa thấy được thì chúng tôi cũng đi về để cho ông chủ ông ấy nhắc nhở cái cậu đấy sau. Bây giờ trước bây giờ đợi thì không biết bao giờ về. Ừ. Và ông chủ đấy cũng nói là ông này Dịu này đúng là ở Séc đúng không? Đúng rồi, ở Séc sang. Mà Séc sang thì các bạn biết rồi, Séc là rất là xộn xộn. Trong cái thời gian vừa qua cũng xảy ra nhất nhiều. Thì ông ấy ông nói là đây là cái cơ sở làm ăn riêng của ông ấy, còn ông kia chỉ là người làm thuê thôi, thì ông ấy cũng không mong là có cái chuyện gì nó ảnh hưởng đến cái chỗ sửa của ông, chỗ làm ăn của ông đấy, vì một cái người làm thuê. Nó bảo là ông sẽ nhắc nhở cái người đấy, sẽ bảo người đấy là liên hệ lại với chúng tôi để nói đó câu chuyện là vì sao mà chửi chúng tôi là hai thằng chó điên đấy. Thôi đấy thì tôi cũng bảo là bây giờ là muốn gặp thì bảo ông ấy thì lên cái chỗ tòa soạn Thời báo.de nói chuyện với anh Khoa về cái chuyện phát ngôn như vậy. Đấy thì việc thì tạm thời thế thôi, bây giờ không gặp được thì không biết đến khi nào, mà dù sao không biết chỗ làm rồi, tiến tới thì biết là ở đâu nữa thì sẽ nói chuyện tiếp. Nếu mà không xin lỗi chúng tôi thì chúng tôi sẽ làm đến nơi đến chốn. Vâng, ở đấy các bạn cũng vừa xem cái anh Hiếu đã nói cái thông tin đó. Thì như các bạn đã biết, ngày hôm qua khi chúng tôi truyền hình trực tiếp tại trước cửa sứ quán Việt Nam, vì lý do là sứ quán Việt Nam đã không gia hạn hộ chiếu cho tôi, thì có ông Dịu này ông cũng đã có cái comment tha rất là bất nhã ở chuyện ở cái khi mà ông ta đã dùng những cái lời lẽ thô tục để comment tha vào cái việc mà khi mà chúng tôi đang đấu tranh với đại sứ quán Việt Nam tại Đức về việc mà đã không đổi hộ chiếu cho tôi. Đấy, đây là hình ảnh ông Dịu. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng đã có mặt ở ngay trong cái chỗ xưởng xe của ông Dịu làm. Đây là hình ảnh của ông Dịu. Ông Dịu. Và hôm nay họ cũng xác nhận là ông Dịu này là có giấy tờ là bên Séc, là bên Cộng hòa Séc. Đấy, tức là thì ở đó thì ông ta cũng đã sang đây. Thì bây giờ khi mà chúng tôi đến tìm theo đúng cái giờ mà chúng tôi nói là 15 giờ thì không thấy ông Dịu đâu. Và cái người chủ hãng xe nói ông Thuần, ông ấy nói rằng là ông Dịu đang đi vắng mua đồ, chưa về. Đấy thì ông cũng người buôn gió cũng vừa nói về cái thông tin mà ông chủ hãng xưởng sửa xe ông Thuần đã nói rồi. Thì các bạn đã biết, và đây là hình ảnh của ông Dịu. Và hy vọng rằng ông Dịu trong thời gian tới sẽ có những cái phát ngôn nó, hoặc là có những cái thái độ nó tốt hơn, đứng đắn hơn khi mà trong những trường hợp như vậy. Đấy, các bạn thấy. Đấy, đây là hình ảnh ông Dịu. Thế còn các bạn cũng đã biết ở trước đây thì ở năm 2017 nó xảy ra cũng những cái vụ bắt cóc của cái ông Trịnh Xuân Thanh, và trong đó có sự tham gia của rất nhiều những mật vụ Việt Nam và những người đã hỗ trợ mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức vào ngày 23 tháng 7 2017. Thì ở đây là ví dụ, đây là hình ảnh của ông Nguyễn Hải Long, là một trong những người đang bị tạm giam tại Berlin vì đã thuê xe và hỗ trợ mật vụ Việt Nam bắt cóc, thì cũng là một cái người bên Cộng hòa Séc sang. Đấy, thì bên Séc là rất là khá lộn xộn. Đây là Nguyễn Hải Long, và tòa xử vẫn chưa xong, vẫn chưa có phán quyết cuối cùng. Thì như vậy có nghĩa là tất cả những quan chức Việt Nam tham gia cái vụ này thì khi mà đặt chân đến châu Âu thì sẽ bị bắt để tòa tiếp tục hỏi cung tiếp, kể cả ông Đường Minh Hưng và kể cả Tô Lâm. Thì đấy cái thông tin mới nhất mà tôi vừa nhận được hôm nay. Đấy. Thì còn ở đây là bởi vì ở Đức thì các bạn đã biết là nó là cái tam quyền phân lập, tức là bên hành pháp là cảnh sát và bên tư pháp là bên tòa án họ độc lập, nên là cứ thấy nhân chứng sang là họ phải giữ đã. Thì đây là một cái khuôn mặt nữa mà các bạn có thấy trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng tường thuật. Ở đây là ông Đào Quốc Oai, là một đại gia gọi là ở bên Cộng hòa Séc, và ông này đã chạy trốn sau vụ bắt cóc, bởi vì chính ông này đã sang Đức chơi gôn với rất nhiều người Việt Nam ở đây, và ông ta đã thăm dò được đường đi nước bước và những cái chỗ mà ông Trịnh Xuân Thanh ở. Và sau đó rồi thì ông ta cùng với cả ông Đường Minh Hưng, tức là Trung tướng Đường Minh Hưng, và những cái cán bộ công an Việt Nam ở sứ quán Việt Nam ở Berlin để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Và sau khi vụ bắt cóc xảy ra thì cảnh sát an ninh Đức và cũng như là an ninh của Cộng hòa Séc đã truy tìm ông này. Và hiện nay theo tôi được biết, ông Đào Quốc Oai là em ruột của phó giám đốc công an Hải Phòng chuyên về điều tra. Thì ông Đào Quốc Oai hiện nay đang lẩn trốn ở Việt Nam. Thì nếu những ai mà biết cái thông tin của ông Đào Quốc Oai trốn ở đâu và địa chỉ ra sao thì hãy cung cấp cho chúng tôi vào sau cái livestream này, để chúng tôi có thể tiếp tục là có những cái chương trình tường thuật tiếp theo. Và ông Đào Quốc Oai hiện nay bị cáo buộc về tội tổ chức bắt cóc công dân Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Và cái mạng lưới mà ông Đào Quốc Oai ở bên Séc lập ra khá lớn, nó gồm có những cái mối liên hệ chằng chịt giữa những cái người sống tại Séc, sống tại Đức và nhiều nước khác. Thì có một số người đã chạy trốn, như bản thân ông ta là Đào Quốc Oai đang trốn về Việt Nam, và còn ngoài ra có anh Lê Anh Tú là người cũng phụ tá cho ông Đào Quốc Oai, cũng đang trốn ở Việt Nam. Cha Vinh rồi nhỉ? Đấy. Cha mà bảo là làm doanh nghiệp gì xong rồi. Đấy, tức là bên Séc, mình nói bên Séc. Đấy, đây là những người bên Séc. Đấy. Thế còn ngoài ra thì các bạn cũng đã biết, ở Việt Nam thì các mạng lưới mật vụ Việt Nam cũng như là cái cơ sở Việt Nam đã được xây dựng rất lâu và đang nằm rất ở Đức và châu Âu, và kể cả bên Séc, đặc biệt bên Séc. Đây là ví dụ hình ảnh, đây là ông Hoàng Đình Thắng, là chủ chợ tại Cộng hòa Séc, chợ Sapa, và ông ta cũng là cái nơi, chợ Sapa là cái nơi mà từ đó mà khởi nguồn các vụ bắt cóc và những cái vụ mà buôn bán lậu hoặc là thuốc phiện hoặc tất cả những cái thứ khác rất là nghiêm trọng. Thì ông Hoàng Đình Thắng vừa rồi được tặng huân chương lao động. Đấy, và ông ta là làm việc trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đấy là một cái bàn tay nối dài của Đảng Cộng sản ở Cộng hòa Séc, và từ cái chợ đó thì đấy là cái cơ sở hậu cần, theo như cảnh sát nói trước tòa khi xét xử vụ bắt cóc của Trịnh Xuân Thanh. Thì từ đó thì rất là nhiều những cái mật vụ và những cái cơ sở của tình báo của Việt Nam đã hoạt động và đang hoạt động ở Đức và châu Âu. Thì cái này thì phía an ninh Đức và Séc đã biết rồi, và họ đang chăm chú theo dõi những cái động thái của những cái người chủ chợ, của những cái người mà hỗ trợ mật vụ Việt Nam, của những người mà hỗ trợ sứ quán Việt Nam tại Séc và sứ quán Việt Nam tại Berlin, tại Đức, để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Đấy, thì những cái đó là họ vẫn tiếp tục theo dõi, và kể cả đại sứ quán Việt Nam tại Pháp nữa, bởi vì có một đội, tức là một đội bắt cóc đi từ Pháp sang, từ Paris sang, tức là sau khi họ xuống sân bay họ vào đại sứ quán Việt Nam ở Pháp, sau đó họ mua những cái thẻ SIM điện thoại và từ đó họ bật thẻ SIM mà họ đi bắt cóc. Thì phía Đức đều có những hồ sơ tài liệu của những người này, thì rất nguy hiểm. Đấy. Đây là hình ảnh của ông Đào Quốc Oai, các bạn thấy trông mặt ghê rợn. Đấy, ông này là đang trốn ở Việt Nam. Đào Quốc Oai có anh ruột hiện nay đang là phó giám đốc điều tra công an thành phố Hải Phòng. Đấy, thì ai là cái người mà biết ông Đào Quốc Oai ở đâu thì hãy thông báo cho cái vào trong clip này của chúng tôi, để chúng tôi tiếp tục điều tra và đưa lên các phương tiện truyền thông đại chúng. Và chúng tôi vừa đến chỗ làm việc của ông Dịu sửa xe thì ông ta đã không có mặt ở đó. Thì ông chủ hãng sửa xe là ông Thuận thì đã nói rằng là sẽ thông báo với ông nhân viên này, tức là ông Dịu này, để ông ta có cái thái độ rõ ràng và hợp lý hơn đối với chúng tôi, khi mà ông ta lại comment tha và ông ta nói những cái điều mà bất nhã như vậy. Đấy. Đấy, đây là hình ảnh ông Thuận, ông Dịu sửa xe. Vâng, thì chúng tôi hiện nay đã đang về đến chỗ gần văn phòng của chúng tôi rồi. Đấy, thì đây, giờ tôi đang đi ô tô đây và gần về đến văn phòng rồi. Thì chúng tôi đã đi, như các bạn đã thấy là đã thông báo trước là chúng tôi sẽ đến chỗ tìm ông Dịu. Thế nhưng mà không thấy đâu cả. Và ông chủ xưởng thì nói rằng là ông Thuận đi mua đồ chưa về. Thế thì ông ta cũng có thể có những cái trình bày sau về cái việc mà ông ta làm đối với chúng tôi. Và khi trình bày đến đâu thì chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo đến đó. Bởi vì những cái việc mà chúng tôi làm hoàn toàn hợp pháp, cũng như là đòi hỏi cái quyền lợi hoàn toàn hợp pháp của công dân Việt Nam, đó là việc cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam ở nước ngoài. Thì cái điều này Sứ quán Việt Nam tại Đức đã không làm, và đã không làm cho công dân của mình, và đấy là cái thiếu trách nhiệm của những cái cán bộ sứ quán, và họ nói không đi đôi với làm. Thì đấy là cái điều mà chúng ta đã biết trong thời gian vừa qua. Vâng, thì bây giờ tôi xin dừng cái phát livestream này để chúng tôi vào văn phòng, và chúng tôi hẹn gặp lại các bạn vào chương trình truyền hình lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de từ Cộng hòa Liên bang Đức, ngày 8 tháng 7, 2019, và các bạn hãy bấm theo dõi của Lê Trung Khoa, Facebook Lê Trung Khoa, Facebook của Thời báo.de, YouTube của Thời báo.de để liên tục cập nhật những cái thông tin mới nhất mà chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho các bạn. Và cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.